Xin chào, mình là Cáo Công Nghệ và các bạn đã quay trở lại với Echannel. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá nhanh chiếc đồng hồ thông minh đến từ Motorola, chiếc smartwatch Moto 360 thế hệ thứ 2. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ về cách đóng gói của thiết bị. Mặt trên của hộp đựng chiếc Moto 360 thế hệ thứ 2 sẽ có chút khác biệt so với tiền nhiệm. Mặt trước thì được thay thế thành dạng nhựa bóng và có thể nhìn thấy thực tế sản phẩm bên trong. Ngoài ra thì hộp vẫn là dạng trụ tròn. Chúng ta sẽ có phần logo Motorola, một vài thông tin chú thích nhanh về Moto 360, mặt dưới in chi tiết hơn về cấu hình cũng như những phụ kiện bên trong. Chiếc Moto 360 mình mở sẽ là phiên bản dành cho nam, kích thước mặt đồng hồ là 42mm, sử dụng chất liệu dây bằng da. Ngay khi mở hộp thì chúng ta sẽ thấy chiếc Moto 360, phần khung để cố định sản phẩm thì được làm bằng nhựa bóng. So với phiên bản đầu vốn được làm bằng giấy cứng khá sơ sài thì lần này mình thấy được sự chăm chút nhiều hơn về khâu đóng hộp của Motorola. Về phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có một đốt sạc không dây, phần dây cắm nguồn và giấy hướng dẫn sử dụng nhanh. Quay trở lại với chiếc Moto 360, về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy khá rõ ràng là phiên bản 42mm mình cầm trên tay nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ cũ, vốn lên đến 46mm. Phần nút bấm vật lý cũng được thay đổi vị trí, đặt lệch lên góc 2 giờ thay vì ngang 3 giờ như trước. Việc thay đổi vị trí giúp thao tác bấm tiện lợi và hợp lý hơn. Bên cạnh đó thì ngoài việc thay đổi kích thước mặt đồng hồ thì giúp thiết bị gọn hơn, phù hợp hơn với những người có cổ tay nhỏ. So sánh về độ dày thì không có những điểm khác biệt khi sự chênh lệch giữa hai thế hệ chỉ là 0,1mm. Phần màn hình vẫn bị khuyết một phần ở góc dưới, nó vẫn chưa thực sự tròn hoàn toàn như ZWatch của LG hay gần đây nhất là chiếc Gear S2 của Samsung. Bên cạnh đó thì phía trong của phần khuyết trong màn hình đen là một cảm biến ánh sáng của thiết bị giúp máy có thể tự điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường bên ngoài. Phiên bản mình đang cầm thì có dây đeo bằng da và người dùng có thể dễ dàng tháo rời phần dây đeo này dựa trên một phần lẫy nhỏ. Mặt dưới của Moto 360 thì vẫn là một bộ cảm biến đo nhịp tim quen thuộc. Khác với thế hệ đầu tiên thì Moto 360 thế hệ thứ 2 ra mắt với tận 3 phiên bản. Hai phiên bản dành cho nam với kích thước mặt đồng hồ to là 46mm có màn hình 1,56 inch và nhỏ hơn là 42mm có màn hình là 1,37 inch. Phiên bản còn lại thì dành cho nữ có cùng kích thước 42mm nhưng vòng đeo thì sẽ được làm mỏng lại. Về cấu hình thì Moto 360 thế hệ mới được nâng cấp và thay thế từ chip Tiomap của tiền nhiệm lên thành Snapdragon 400 của Qualcomm. RAM trên máy sẽ là 512MB và bộ nhớ trong là 4GB. Phiên bản mặt đồng hồ lớn 46mm sẽ có pin là 400mAh và phiên bản 42mm sẽ là 300mAh, tích hợp thêm công nghệ sạc không dây và khả năng chống nước chuẩn IP67. Moto 360 có thể hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 4.3 và thông qua phần mềm Android Wear. Ngoài ra thì thiết bị cũng hỗ trợ cả iPhone chạy từ iOS 8.2 trở lên. Về cảm nhận thực tế của mình, khi đeo phiên bản 42mm trên tay là nó cho cảm giác nhẹ hơn, bớt hầm hố. Cổ tay mình thì không lớn, nên khi đeo phiên bản 42mm thì cũng cho cảm giác hài hòa hơn mẫu 360 thế hệ đầu tiên. Phần dây da được hoàn thiện tốt, khá sang trọng. Nếu thích thì chúng ta có thể dễ dàng tháo rời và tự chế một bộ dây đeo riêng. Khi so sánh với chiếc đồng hồ thể thao của mình thì Moto 360 nổi bật hơn với vẻ sang trọng và tinh tế rất riêng. Đặc biệt là phím cứng được đặt lệch góc 2 giờ cho cảm giác bấm thoải mái và tự nhiên hơn so với kiểu thiết kế cũ. Và đó là tất cả những nội dung trong video đọc hộp và đánh giá nhanh chiếc smartwatch Moto 360 thế hệ mới của mình hôm nay. Các bạn hãy comment ngay bên dưới và mình sẽ trực tiếp trả lời. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.